Chiêu trò nực cười nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tại New York, Hoa Kỳ. Một số trang báo điện tử và mạng xã hội, điển hình là Đài Á Châu Tự Do và Facebook, có đăng cái gọi là thư ngỏ của một số tổ chức tự xưng là phi chính phủ gửi Tổng thống Hoa Kỳ và chính quyền một số nước phương Tây, với nội dung đề nghị là tổ chức điều tra cấm vận Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật nực cười. Trước hết, những tổ chức gọi là phi chính phủ được nêu trong cái gọi là thư ngỏ có phải là những tổ chức chính danh không? Không, hoàn toàn không. Những tổ chức như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, Tổ chức Công giáo Hành động Chống Tra Tấn, ACAT được nêu trong cái gọi là thư ngỏ thực chất không phải là những tổ chức phi chính phủ mà là những tổ chức khủng bố, phản động, chống cộng cực đoan có trụ sở ở nước ngoài, chuyên bày ra mọi chiêu trò để kích động, gây mất đoàn kết, chống phá Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Trong đó, chống phá Việt Nam quyết liệt nhất là tổ chức khủng bố có tên gọi Việt Tân và tổ chức tự xưng Hội Anh Em Dân Chủ. Thứ hai, việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đến làm việc tại Liên Hợp Quốc có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ có chính danh hợp pháp không? Hoàn toàn chính danh và hợp pháp. Xin thưa rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định. Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lấy chủ nghĩa Mác, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thứ ba, các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Cùng với đó, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cơ quan quyền lực cao nhất là Đại hội Toàn quốc 5 năm một lần, Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Như vậy, ông Tô Lâm đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là chính danh. Tại Điều 86, Hiến pháp năm 2013 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Như vậy, ông Tô Lâm đã được Quốc hội khóa 15 bầu làm Chủ tịch nước, đó là chính danh. Như vậy, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm là người đại diện cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Hoạt động của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới thăm làm việc với Liên Hợp Quốc có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ là chính danh và hợp pháp. Chính phủ Hoa Kỳ có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới diễn đàn Liên Hợp Quốc để làm việc. Đó là nguyên tắc luật pháp quốc tế. Thực tế cho thấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh tương lai tại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ là hoạt động đối ngoại nằm trong kế hoạch đã được nhà nước Việt Nam thống nhất, phối hợp chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc và các bên liên quan. Đó là nguyên tắc luật pháp quốc tế. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên Hợp Quốc đã thành công tốt đẹp. Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng được các quốc gia trên thế giới ủng hộ. Như vậy, việc các tổ chức phi chính phủ gửi thư ngỏ đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây tổ chức điều tra, cấm vận Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm không chỉ là chiêu trò nực cười mà còn là hành động phi lý, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.